Để em. Mấy anh là ai vậy? Không à, buông em ra. Em thôi mà. Đi mà. Đi mà. Trời ơi tụi bay. Đi liền đi. Tụi bay. Hả? Tụi bay muốn tao chọi tụi bay không? Hả? Tụi bay dám bằng hiếp cháu tao không? Bây giờ đi không? Đi không tao cho tụi bay mỗi đứa chết chép bây giờ. Đi. Đi đi con. Con đi với bà đi. Tụi nó bắt con đi mày đi bán đó. Dương. Gì? Bay đi đâu vậy? Tôi đi phiêu bạc giang hồ. Ý là bà định phiêu bạc giang hồ ở đâu? Nhưng mà nhớ tôi định đi đâu tôi quên mất rồi. Đúng là não cá vàng, lần nào cũng bị vậy đó. Não cá vàng cũng cợ người ta chứ. Đã gọi là đi phiêu bạc giang hồ thì coi bốn bể là nhà. Tôi cũng không biết nữa, tôi ghen người ta nói vậy. Mà quan trọng là tại sao bà phải đi phiêu bạc giang hồ? Mình ơi, tôi khổ quá. Ba mẹ không thương tôi nữa. Nên tôi đi về ông bà nội cho ba mẹ mừng. Nữa hả? Thôi, chúc bà đi phiêu bạc giang hồ vui vẻ và may mắn. Còn bây giờ tôi phải đi tập võ rồi. Cái đồ ác bá, đúng là không thể nó làm của người khác. Dương. Đúng là vậy mình có khác. À, tôi muốn nói á là bà có cần quá gian ra bến xe không? Lên tôi chở. Cái người ác độc, ta khỏi nuôi. Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa. Đúng là cái người bị bệnh công chúa mà. Mình sợ quá. Hay là mình về chứ? Không được. Mình về là ba mẹ không biết tầm quan trọng của mình như thế nào. Mà mình cũng đã tuyên bố với ông Khải Minh là mình đi phiêu bạc giang hồ. Mình về thì nhục lắm. Thôi cố gắng lên Dương ơi. Gần tới chạm xe buýt rồi. Về với Củ Chi với ông bà nội. Đi cố lên Dương. Cuối cùng cũng đã tới nơi. Theo kế hoạch đi bụi phiêu bạc giang hồ cũng đã được 50% rồi. Bây giờ chỉ cần tới xe buýt, lên xe buýt là ok. Em đâu mà ăn mặc đồ đẹp vậy? Rồi đi theo tụi anh đi. Tụi anh tới chỗ này hay lắm. Tụi anh bao ăn no đầy đủ luôn. Đúng rồi đó. Còn kiếm được nhiều tiền nữa. Bây giờ em thử nghĩ đi. Nếu như mà em có nhiều tiền thì đâu ai xem nhẹ em nữa đâu. Đúng không mày? Đúng rồi đó. Đi theo tụi anh đi em. Đi. Đi em. Mấy anh là ai vậy? Không à, buông em ra. Em. Thôi mà. Đi mà. Đi mà. Trời ơi tụi bay. Đi liền đi. Đi tụi bay. Hả? Tụi bay muốn tao chọi tụi bay không? Hả? Tụi bay dám bằng hiếp cháu tao không? Bây giờ đi không? Đi không tao cho tụi bay mỗi đứa chết chép bây giờ. Đi. Đi đi con. Đi với bà đi, tụi nó bắt con đi mày đi bán đó. Đi nhanh lên. Ừ, xe tới rồi, đi nhanh lên. Mau lên. Mày đi không? Hả? Ê, rụt mất con mồi. Ê, đừng có lên trên xe đó. Ê, trời ơi, đã nói rồi không nghe. Chuyến 153 đó. Xíu nữa, mình có về cứu chim nha bà. Bà đi đến chỗ này có công việc, rồi tí nữa bà mới về Củ Chi. Trùng hợp quá à. Xíu nữa con với bà cùng về Củ Chi. Ông bà nội con cũng ở đó. Hồi nãy không có bà cứu con, con cũng không biết sao nữa. Mà sao con đi một mình vậy? Ba mẹ con đâu? Gia đình con đâu? Ba mẹ con họ có gia đình mới rồi. Họ cho con ra riêng. Bà cũng vậy. Ngày xưa bà có đẻ một thằng con trai mà nó ốm yếu lắm. Nhà lại nghèo nữa. Rồi bà phải đi mót lúa về nấu nước cơm cho nó uống. Cái miệng nó mũm mĩm thương lắm con. Mà con biết không, nhiều lần á bà cứ mong nó nhỏ hoài à, đừng có lớn lên. Nhưng mà
Có ai mà nhỏ hoài đâu, cũng phải lớn lên rồi lập gia đình, có con, rồi nó lo cho con nó. Mình thấy mình thành ra người thừa. Không sao đâu bà, mình tiếp nha. Hải Dương. Dương ơi. Dương. Dương ơi. Dương. Dương ơi. Dương. Dương, Dương. Dương. Dương ơi. Dương. 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 Ê, ê, ê. Con bé kia. Lại đây, lại đây. À, à, ai, ai vậy? Quen không? Không, không, không. Đi tìm cái con nhỏ có cái ấn đường đen thù lùi phải không? Sao cô biết? Ừ, bối mà sao không biết? Bối. Có bối. Giờ muốn biết nó đâu không? Dạ muốn. Sợ ú quẻ biết liền. Cô bối cho con đi. Được. Ông làm gì hôm nay mà mê tín dị đoan gì hả Minh? Tại vì để chuộc lại lỗi lầm nên tôi đành phải tin bói toán. Con bé đó đã đi lên chuyến xe buýt 153 đi theo bà già choàng chiếc khăn màu đỏ. 153. Ủa 153 đó là một con số bình thường mà có gì đâu mà nghiêm trọng với thầy cô. Đấy nè, con nít là không có biết cái gì hết trơn á. Chuyến xe buýt 153 là chuyến xe đi về âm phủ. Ồ, âm phủ. Ủa, âm phủ là con đường nào vậy? Để con đi ra đó tìm chị Dương. Là đi thẳng vô nghĩa trang đó. Hả? Cái gì? Ôi, nghĩa trang? Cô đừng có nói giỡn với tụi con nha. Tụi con đi tìm mẹ nó từ hồi sáng đến giờ luôn á. Giỡn gì mà giỡn? Nói thiệt với bộ, nói không tin. Sổ quẻ biết liền à. Có số điện thoại tài xế luôn, gọi cái biết ngay dừng xe ở đâu. Giờ có bói không? Bói không? Đi, cô bói đi. 20. 20. 20.